những sự thật thú vị về loài cá ba chân mà có thể bạn chưa biết. Cá ba chân, tên khoa học Bathyteroids relator, là một loài cá đáy biển sâu được tìm thấy ở các vĩ độ thấp. Chúng tương đối nổi tiếng từ hình ảnh và quan sát. Chúng dường như thích sử dụng tia vây kéo dài ở đuôi và hai vây chậu để đứng. Bathyteroids relator là loài lưỡng tính. Có ít nhất 18 loài trong chi Bathyteroids, một số trong đó tương tự về hành vi với Bathyteroids relator. Giống như rất nhiều sinh vật biển sâu, Chúng có xu hướng phát triển lớn hơn hầu hết các loài cá nước nông. Loài cá này phát triển đến chiều dài 90 cm và cao tới 120 cm tính cả vây giống chống chân của chúng. Mỗi cá thể có cơ quan sinh sản của cả đực và cái. Nếu hai cá ba chân tình cờ gặp nhau, chúng sẽ giao phối. Tuy nhiên, nếu một cá ba chân không tìm thấy một bạn tình, nó sẽ tự kết hợp trứng và tinh trùng của nó để sinh ra con non của chính nó.